Việt Nam hiện có dân số khoảng trên 100 triệu người và có tỷ lệ đái tháo đường tuýp 2 ngày càng tăng. Tỷ lệ đái tháo đường ở người trưởng thành là 7,1%. Theo Bộ Y tế, đái tháo đường không chỉ xuất hiện ở khu vực đô thị mà còn xuất hiện ở hầu khắp các khu vực từ miền núi Trung Du cho đến Đồng Bằng. Bệnh gây nên nhiều tác hại cho sức khỏe, tàn phế, thậm chí là tử vong bởi thường được chẩn đoán điều trị muộn. Bệnh đái tháo đường hoàn toàn có thể dự phòng được, nên chú ý và quan tâm hơn nữa đến khẩu phần ăn hàng ngày, thường xuyên tăng cường hoạt động thể lực. Người dân cần xét nghiệm đường máu định kỳ hàng năm để phát hiện sớm bệnh đái tháo đường và tình trạng tiền đái tháo đường nếu có.